tham gia chương trình Ơn Dịch ở đây rồi là bởi vì đây là một trong những cái chương trình mà có format Giang rất là yêu thích. Là một, thứ hai nữa là ở trong chương trình này Giang cảm thấy rằng là chương trình này nó giống như là nó hợp pháp hóa cho cái việc mà khùng điên của mình vậy. Cho nên là mình rất thích cái chương trình này. Ngoài đời thì bản thân Giang là người cũng khá là ngơ ngơ tưng tưng, nhưng mà mình không ít khi thể hiện ra. Tại vì Giang là người sống rất là nội tâm, nhưng mà mỗi khi mà Giang thể hiện ra cảm xúc thì cảm xúc của nó rất là mạnh mẽ. Nói chung là đến với sân khấu của Ơn Dời thì Giang muốn mình thoát ra khỏi cái vỏ bọc của mình, Giang muốn bùng cháy. À, trong Nam Trường Phòng thì Giang hy vọng có thể được vào phòng của chị Việt Hương, tại vì Giang nghĩ là con gái thì có thể đồng cảm được với nhau. Có thể chị sẽ nương nương cho mình, hoặc là giống như hai chị em tình thân mến thân kiểu như thế, thì có thể là sẽ giúp cho Giang cảm thấy là mình đỡ bị bắt nạt hơn. Còn mà sợ nhất thì Giang rất sợ và phải phòng của anh Trấn Thành, tại vì anh Trấn Thành là một người rất là hoạt ngôn và Giang biết anh cũng khá là ghê gớm, cho nên là Giang cũng hơi sợ một xíu, sợ bị bắt nạt. Giang rất là mỏng manh, mọi người giúp đỡ Giang. Vâng, thưa quý vị và tất cả các bạn, người mở cánh cửa thứ hai trong chương trình hôm nay không ai khác, đó chính là Hương Giang Idol. Xin mời. Ơn Trời, Hương Giang đây rồi. Em rất là xinh. Em bước lên một bước đi. Sao? Không khí Noel làm cho em lạnh à? Không khí Noel làm cho em run quá. Thường mà những cô gái trong những ngày đông giá lạnh mà lạnh quá ấy, rét quá ấy, thì cần một vòng tay ấm áp để ôm. Em có muốn không? Đã có ạ, nhưng mà không phải anh ạ. Anh sẽ gửi cho em một vòng tay khác để ôm. Em hiểu chưa? Mở cửa ra và đầu tiên em cảm nhận sẽ là một vòng tay rắn chắc ôm em trong lòng. Sao? Không, em đang chuẩn bị tinh thần để em xuống. Bình tĩnh, tự tin, hiên ngang. Con gái, con có biết ta là ai không? Ông chính là kẻ trộm. Nửa đêm nửa hôm đi vào nhà người ta, từ trên trần nhà xuống. Mẹ con dậy đó chỉ có thể là kẻ trộm. Con sai rồi. Sai sao nè? Nếu là kẻ trộm thì từ nãy giờ ta đã tán xéo mỏ con rồi. Như ta đây là ông già Noel à. Đời ta gắn liền với ông khói à. Xin giới thiệu với con, ta là ông già Noel mới đi từ đường ống khói về đây. À, ông già Noel trong truyền thuyết. Ông ơi, con nói đùa thôi. Con gái đẹp quá hà. Ông. Ừ. Ông ngồi đây đừng đi. Cầm ấy, đừng cầm, ông sung sảy, ông sung sảy. Con ngồi đi. Ông cầm vào cái chuông này. Ừ. Rồi con ngồi xuống đây với con. Ừ, con dễ thương quá. Con rót nước cho ông uống. Ông ơi, ông già Noel là đến đây con biết là để làm gì rồi. Sao làm gì? Ông già Noel là để tặng quà cho các em bé ngoan. Riêng con thì không có quà đâu. Ông ơi, con thề là con cực kỳ ngoan luôn ấy. Bây giờ chứng minh cho ông coi coi, vì sao ông phải tặng quà cho con? Con ngoan chỗ nào? Bây giờ là 1 giờ đêm rồi mà con chưa đi ngủ. Con vẫn còn thức. Ông thấy con ngoan không? Hình như con bị lệch múi giờ hả con? 1 giờ đêm mà mày không ngủ mà con gọi là gái ngoan. Nè, ông nghe ba má con nói, thường con đi chơi không bao giờ con về khuya. Dạ. Con đợi sáng mai 7 giờ con mới về không à? Nè, tại sao một đứa con gái như vậy thì làm sao ông tặng quà cho nó đây? Ông ơi, nhưng mà bình thường là con về buổi sáng sớm đúng thật. Nhưng hôm nay con về sớm, 1 giờ đêm con đã về rồi. Thì ông cũng phải cảm nhận cho con là cái sự cố gắng của con chứ. Con không có ngoan. Con có ngoan. Ngoan như thế nào? Con xin hứa nếu ông đưa quà cho con thì ngày mai con sẽ đi ngủ sớm hơn 15 phút.
Bây giờ ông hỏi con một câu: vì sao ông già Noel lại đi bằng đường ống khói mà không đi bằng đường ống cống? Trả lời. Why vì sao ông không biết? Con biết rồi. Nói. Nhà con không có đường ống cống. Bộ hệ thống thoát nước của thành phố loại nhà con ra hả? Hả? Rồi mày tắm nước nó trôi về đâu con? Ông ơi, cho con một câu hỏi nữa. Ông cái câu khác đi ạ. À. Này, câu này rất là hóc búa. Ông sẽ hỏi con một câu rất đơn giản. Tại sao chỉ có ông già Noel mà không có bà già Noel? Con nói thật sự, những câu hỏi như thế này nó giống như là tại sao con sinh ra lại quá xinh đẹp và may mắn mà người khác lại không được may mắn như con. Vậy nên con không thực sự, con không thể trả lời được. Đấy là định mệnh, ông hiểu không? Định mệnh. Ông yêu con. Ông ơi. Ông rất yêu con giỏi, con thật thông minh. Ông ơi. Gì con gái? Hôm nay có ông ở đây con phải tâm sự một điều. Con phải tâm sự đi, ông sẽ nghe. Con luôn luôn ghen tị với tất cả mọi người. Sao vậy? Tại sao con ghen tị? Mọi gia đình khác, các bạn khác có tất cả mọi thứ. Đúng. Còn gia đình con không có gì ngoài một thứ. Cái gì? Tiền. Nếu mà con không cần tiền, con đưa tiền cho ông xài giùm cho. Thôi bỏ đi. Ông thấy con dễ thương. Nhưng quan trọng bây giờ nè, ông cho con một điều ước thì con sẽ ước cái điều gì? Ta sẽ cho con đúng một điều ước đó, ta sẽ làm nó thành hiện thực. Con ước con có bầu. Baby. So handsome. À, em có nhận ra anh không? Người yêu cũ của em nè. Hồi nãy giờ anh giả làm ông già Noel để làm cho em vui đó. Bảo sao mà giọng nói quen quen. Thì bởi vậy, em vừa nói chuyện có bầu, anh hiện ra ngay. Anh ơi, thế tại sao ngày đó em nói em có bầu rồi, anh lại bỏ em đi? Nếu hồi xưa em nói em có bầu, vậy bây giờ em nói em muốn có bầu nữa làm cái gì? Hả? Ủa? Vậy cuối cùng em có bầu hay không? Ủa? Kế hoạch hóa gia đình cho phép có hai đứa mà. Em không được có hai đứa hả? Đứa cũ đâu? Đứa cũ á? Đang đứng giơ tay kìa. Em mất trí rồi sao? Nó là một con người nộm, nó đâu phải là con đâu. Em làm sao vậy? Anh thấy chưa? Anh bỏ em đi rồi bây giờ anh quay lại hoạch sách em. Bây giờ cho anh hỏi nè, em có còn nhớ ngày đầu tụi mình gặp nhau ở đâu không? Hôm đó mình đang đi dạo ở đường Trương Định. À, Trương Định. Trương Định rẽ vào. Ừ. Thì hôm đấy là một ngày trời mưa rất to. Rồi sao mưa đến nỗi em suýt chết đuối. Thế rồi em bị sặc nước. Anh mới giả vờ anh hô hấp nhân tạo cho em. Anh cứ làm những cái động tác nó. Ôi anh kỳ quá à. Ôi kỳ quá. Thôi mệt quá à. Kỳ hoài vô luôn đi. Thôi bỏ đi em. Anh nghĩ là em không yêu anh nhiều như anh nghĩ đâu. Ủa sao anh lại nói như vậy? Em định hôn anh rồi mà anh từ chối đấy chứ. Anh thấy trong ánh mắt của em, thật sự khi anh quay về đây là em đã có một sự thay đổi lớn. Còn em biết rằng anh vừa mới ăn mắm tôm xong. Rõ ràng là em đã thay đổi rồi. Anh có bằng chứng. Anh em đừng tưởng em qua mắt được anh. Em không thay đổi đâu. Giang à, em đi với ai? Hả? Em đi với ai? Rồi em hôn ai? Như vậy có đủ bằng chứng cho em? Tại sao phản bội tôi? Anh ơi, anh dành đã. Nói. Nói. Anh ơi, em quỳ xuống, em nói. Nói. Em cho em giải thích một lần. Nói.
anh rất bình tĩnh, anh rất bình tĩnh. Anh ơi, em con gái em cũng yếu mềm mà anh. Em cũng cần những cái vòng tay che chở mà anh. Không có tình yêu đâu anh ơi, anh tin em đi mà. Anh về với em đi, em chỉ có một mình anh thôi. Anh ơi, anh mang quà về cho em đi. Anh ngồi đến đây đi nào. Anh ơi, đừng tin những cái bức hình này. Xàm xí. Em ơi, anh nghĩ là anh có một món quà này cho em. Tự trói mình trước khi anh giết em. Nhanh. Anh ơi. Nhanh. Em cũng làm được nhưng mà em trói, tự trói em sợ không chặt. Em lẹ nha. Em trói không kỹ anh tự cắt mặt anh. Vậy em quăng luôn ra đây này, anh giết chết anh luôn đi. Anh điên quá. Em tự trói là được gì, anh đừng tự vử, từng tự tử. Em không yêu anh. Có yêu. Em không yêu anh là phải giết em. Nhanh. Trời, yêu vẫn không tin. Yêu. Em tự trói này thật là chặt quá. Bây giờ hai đứa mình cắt máu ăn chè nha. Cắt máu ăn thề nha. Đừng anh ơi, đừng phí máu. Tụi mình cắt máu ăn thề, tụi mình sẽ không xa rời nhau nữa. Anh em nói này. Hả? Bình tĩnh, đừng làm những hành động vô nghĩa. Chứ bây giờ anh không làm như vậy, anh không tin là anh sẽ bỏ rơi anh nữa. Em không bao giờ bỏ rơi anh nữa đâu. Em phải bỏ rơi anh thôi. Thế anh nghĩ là em không ghen à? Anh nghĩ đi, ngày anh bỏ đi, anh nghĩ gì tới em không? Không đấm chạy theo anh, miệt mài chạy theo anh, rời quốc gia. Rồi em mới mệt quá. Rồi sao? Em nhớ anh muốn chết em mới ngồi xuống. Thì mấy cái đứa trong hình nó mới tới. Mấy cái này đâu phải bà tiên đâu, vừa quỳ xuống nó tới liền hả? Ở đâu ra vậy, đâu ra lẹ dữ vậy? Cuộc đời nhiều khi nó trùng hợp như thế. Em nói như vậy mà anh tin được à? Bởi vậy mới nói, nhiều khi xinh đẹp lại gặp những chuyện không ngờ. Thôi được rồi. Em nói em xinh đẹp chứ gì? Vậy ngày hôm nay anh sẽ hủy dung nhan của em. Để em sẽ mãi mãi là của anh. Em sẽ không bao giờ được đẹp nữa. Một là em sẽ bị xấu. Hai. Không. Là em sẽ chết cùng anh. Lựa chọn đi, một trong hai. Nói, em muốn gì? Thôi ơi, xấu tím được. Còn nước còn tát anh ơi. Em có thể phẫu thuật cho mặt em xinh lại được. Anh không làm được với anh à? Thì làm sao mà làm được? Anh yêu em mà. Em biết mà. Giờ mình làm lại từ đầu nha, đừng xa nhau nữa. Anh ơi, sao đêm nay dài quá vậy anh? Anh sẽ làm cho nó ngắn lại. Ước mơ có con của em vẫn sẽ thành hiện thực. Đi. Bây giờ anh sẽ dẫn em đi ra ngoài coi chừng, mà phải khóa cửa cẩn thận. Rồi mình đi ăn với nhau, mình sẽ có một buổi tối thiệt là ngon nha. Đi, anh dẫn em đi nha. Đi. Cái gì nữa vậy? Đâu? Giang, ai vậy Giang? Đừng gọi tên em. Ăn cướp chứ ai? Em là cái cây. Cái gì Giang? Ăn cướp kìa Giang ơi. Em ơi, đứng lên em. Anh ơi, em quá Giang, em mới vô, em không biết gì nhà này hết anh. Chú nhà. Ước em ơi, quá Giang, dạ. Chú nhà hả? Dạ. Không anh ơi, em không phải chủ nhà anh ơi. Đừng nghe gì nói. Đừng có chối, hồi nãy đứng ở ngoài nghe nói là nhà có điều kiện nhiều dữ lắm. Đúng rồi. Em ơi, em đứng lên đây, em đẹp mà em chui vô đây không được. Tiền đâu đem đây? Trong váy. Thì mày giỏi, mày lấy đi. Mẹ em bảo tiền đi liền với ruột. Tiền nó đi liền với ruột. Đó, nên cái tiền nó dính ở trong ruột thì mày lục ruột ra mày lấy đi. Thôi đi. Mày diễn dở quá. Đưa dao cho tao. Xin lỗi cô. Đêm nay không có hồi kết. Tôi với thằng này là một tổ chức. Anh quen em lâu rồi, anh biết gia đình em giàu lắm. Bây giờ chuyển hết tất cả tiền bạc của gia đình em cho anh. Và mọi chuyện xem xuôi, còn không thôi đêm nay một trong số những người trong nhà này sẽ mất mạng. Ok, anh xin nó hộ em cái. Bây giờ anh có đưa tiền ra không? Nhắn cho em số tài khoản. Ăn cướp đâu có rảnh làm tạo tài khoản em. Anh xin lỗi Giang. Anh chỉ muốn dùng cái chuyện này để anh làm vậy thôi. Anh tưởng là em sẽ ghét anh. Nhưng tại sao em không ghét? Anh... Tại sao em cứ như vậy hoài vậy? Thôi em mà. Em đừng yêu anh nữa mà Giang. Anh ơi. Anh không xứng đáng với em đâu. Không, anh xứng đáng lắm. Tình yêu làm gì có sai bằng đúng. Một khi mà con gái đã yêu rồi, đã rung động rồi thì
sẵn sàng làm tất cả mọi điều cho anh đấy. Anh có lật mặt lúc là cướp, lúc không phải cướp hay là lại là cướp thì em vẫn yêu anh như vậy thôi à. Anh bày ra tất cả những trò này, anh làm cho em ghét anh. Vậy thì anh xứng đáng chỗ nào? Tại vì khuôn mặt anh rất giống một người. Ai? Ông nội em. Không hiểu sao mà sau khi kết thúc cái thử thách này tôi cũng muốn làm cướp. Anh Xuân Bắc à? Sao? Em để ý dạo này anh rất thích làm trưởng phòng nhé. Nó đam mê luôn đấy. Nó đầy khát khao, đầy mong muốn nên tôi rất muốn làm cướp mà. Tôi thấy hai tên cướp này quá hiền đi. Rồi ôi. Phải chi nhờ? Phải chi gặp phải tôi thì bây giờ đã đâu vào đấy hết rồi. Nhưng mà phải nói là anh rất thích những cái phần giải quyết tình huống của em. Rất là em đầy đó. Thách thức mà cỡ hổ báo như thế này còn ngại va chạm với em thì em cũng không phải người thường thật. Phải nói thực sự như vậy. Mọi người đã cảm thấy rất thoải mái, rất vui. Và em xử lý rất hài hước. Và bây giờ xin mời giám khảo Hoài Linh. Xin mời anh ạ. Trước tiên tôi cảm ơn Trấn Thành và cảm ơn người bạn diễn cùng đó là Phi Nguyễn. Thật sự ra thì hai cái người tôi lo lắng là qua một cách rất là ngọt ngào. Hương Giang đã làm cho tôi rất là bất ngờ. Trong cái kịch em có cái thật, trong cái lòng em như thế nào, em nói thật như thế ấy. Em đã tạo rất nhiều mảng miếng hài. Còn về cái xử lý tình huống thì em xử lý rất là khéo léo. Vừa bảo là không đưa tiền là sẽ có một người trong này chết gì đó, giết cái thằng kia cho em thì rất là nhanh. Anh không còn từ nào để khen em trên cái chữ tuyệt vời. Cảm ơn nha.